yêu cầu Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo thế nào để khi nào thế nào biển sạch và cả không có thể chết nữa, đời sống chúng tôi có thể sống được. Yêu cầu Thủ tướng Chính phủ là làm cho người dân sống được. Người dân thôn Ba Đồng, xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh vừa nhận được gạo hỗ trợ của chính phủ trong tháng 10 vừa qua với số lượng 15kg một người một tháng. Đây là đợt phát gạo thứ 3 và cũng là đợt phát gạo cuối cùng trong vòng 6 tháng qua của nhà cầm quyền Việt Nam theo quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho ngư dân 4 tỉnh bị thiệt hại do thảm họa cá chết hàng loạt. Rất lần gạo thì tôi chưa vào khi mọi người dân họ đến nói có chỗ rất tốt mà cũng có chỗ rất cấm. Tuy nhiên là trong khó thì cũng thể thiếu được, là có những cái chỗ nó có thể là nằm ẩm mốc, nó có những bia là ẩm mốc. Không bình thường, không được nhập bằng lúa gạo. Lần gạo đầu tiên với lần gạo này là bằng nhau, lần gạo thứ hai thì cũng có được. Người dân phản ảnh trong hai đợt phát gạo trước có hiện tượng gạo bị mốc xanh, hư hỏng không ăn được. Gạo đầu thì nói đâu là cũng ăn được, nói chung là thứ hai thì nói cũng nếu mà ăn được thì người cho khỏe thì làm ăn được. Thanh niên anh được ăn được, cho con những cái tuổi mà 50 trở lên không thể ăn được cái gạo đó. Cái gạo đó là nó khô quá, nó cứng quá, nấu lên là cứ sườn sườn cũng ăn được, có thể ăn được. Còn đối với chúng tôi, bây giờ thuyền kéo lên, biển không đi được, cả đi về không ai mua, mà gia đình cũng giảm ăn. Bây giờ nước chúng tôi sạc cho hồ đỏ, bây giờ nước giếng là gì đã nhiễm 60%, 70%, 50%, chứ không còn gì hết. Thế rồi chúng tôi còn lo ngại một cái là bị ung thư nữa. Bởi vì vừa đây họ đem cái máy về cái chỗ hồi trường này á, họ đem đến họ thử nguồn nước chúng tôi không biết, nhưng múc nước ra tới giếng nào còn thấy mốc hết. Chủ nào ở cáo á, cáo mà trên đôi á là chỉ có là không nhiễm này, rồi xuống thấp á nhiễm 2% là con rời sạc dây biển á là 60%, 70%. Nó có những nhà bây giờ là cháu chắc đến mà chơi á là tắm là bị lở, rồi phải đi bệnh viện sức thuộc mua thuộc sức, mua thuộc ở đá ngoài là đặc sấy qua đó mua thuộc mua sức, mấy nay mà gì không giảm cầm không được giảm được đó nào. Mà chỉ có là tắm bằng nước bình và mua nước lọc về tắm thôi, chứ không dám tắm những đó nữa. Sau hơn 7 tháng kể từ khi thảm họa môi trường xảy ra do nhà máy Formosa xả thải, cuộc sống của người dân ở đây vẫn rất khó khăn. Có người phải cầm sổ đỏ để có cái ăn qua ngày. Trong khi đó, biển đã không còn cá tôm, hoặc giả có đánh bắt được cũng không ai dám mua. Tiền đền bù từ Formosa vẫn chưa nhận được với lý do theo ông trưởng thôn Ba Đồng là người dân chưa kê khai thiệt hại của mình. Chính vì vậy, người dân yêu cầu nhà cầm quyền hỗ trợ cuộc sống của họ đến khi nào biển sạch mới thôi. Phóng sự của SBTN tường trình từ Hà Tĩnh, Việt Nam.